Trong bối cảnh F0 vẫn tăng cao, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả bệnh viện phải chuyển đổi khu cách ly thành khu điều trị COVID-19 với tối thiểu 10% tổng số giường của cả bệnh viện. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các bệnh viện rà soát và tái cấu trúc chức năng phù hợp với yêu cầu điều trị COVID-19 và các bệnh lý thông thường khác, đảm bảo giường bệnh có đầy đủ oxy nhằm phục vụ cho tình huống dự phòng do chủng mới xuất hiện. Theo đó, Bệnh viện Chuyên khoa Nhi, Nhiễm và Bệnh viện Đa khoa hạng 1 được khuyến khích thành lập khoa COVID-19. Đơn vị hồi sức COVID-19 sẵn sàng tiếp nhận những người điều trị nặng và nguy kịch. Các viện tiếp tục thắt chặt biện pháp phân luồng, sàng lọc những trường hợp nghi nhiễm đến khám. Các bệnh viện cũng tiếp nhận người khỏi COVID-19 và cần điều trị bệnh nền hoặc khôi phục chức năng. Yêu cầu này được Sở Y tế đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới, nhập viện và tử vong tại thành phố liên tục tăng. Dịch bệnh tại các tỉnh thành phía Nam vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, thế giới vẫn xuất hiện chủng mới Omicron. Trong giai đoạn thích ứng, thì Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì 4 bệnh viện chuyển đổi công năng toàn bộ là Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Trưng Vương, An Bình và huyện Củ Chi, và 6 bệnh viện theo mô hình tách đôi, khối nhà riêng biệt, có cổng và lối đi riêng để điều trị COVID-19 là Bệnh viện Quân y Miền Đông, Phạm Ngọc Thạch, Từ Dũ, Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương và Nhi đồng thành phố. 10 bệnh viện này tổng cộng có khoảng 4.300 giường điều trị COVID-19. Tuy các hoạt động thường nhật đã dần được khôi phục, nhưng mỗi người dân chúng ta cần phải luôn nghiêm chỉnh tuân thủ nguyên tắc 5K và đầy đủ các quy định khác để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh một cách tối đa nhất.